Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Wow, trời ơi, tính ra Mini World dạo gần đây ra nhiều skin mới đẹp dữ vậy ta. Simi ơi, Sammy ơi, hai bạn nghe mình nói vậy? Có. Ok, có đúng không? Ngày hôm nay mình có một cái câu hỏi dành cho Simi với Sammy nè. Là mấy bạn có thích cái skin nào ở trong đây không ta? Mấy bạn chọn cho mình cái skin coi. Cái gì? Trời ơi, tính ra nhiều skin đẹp quá à. Wow. Rồi, đầu tiên nha là Simi nè. Simi thích skin nào nè? Tôi sẽ thích bé skin gọi là bé có cánh cánh màu hồng hồng tím tím á. À, đây, skin này đúng không? Ôi, dễ thương vậy. Quá là dễ thương luôn. Simi là Simi sẽ thích skin này nha bạn nha. Còn Sammy là Sammy thích skin nào nè? Tôi là thích skin nào ngầu ngầu quá, ngầu bá cháy luôn đó. Ngầu bá cháy nha. Cái này hả? Đúng rồi. Đâu để xem thử coi. Wow, skin này coi bộ ngầu nha mấy bạn nha. Chưa sao, quả ngầu luôn chứ trời. Tính ra là Simi thì thích skin dễ thương ở phía trên hả bạn, còn Sammy thì thích skin ở bên dưới nó ngầu hơn hả? Ok. Và bây giờ á, mình có một câu hỏi cho Sim với Sam nè, là hai bạn có tiền để mua skin này không? Tiền á? Tôi còn được 10 đồng mà. Trời ơi, còn đủ tiền. Sammy thì sao? Tôi còn mấy chục đồng chứ nhiêu đâu, mua đâu đủ gì đâu. Và tôi biết rằng hai bạn đang không có tiền ở trong Mini World, nhưng mà skin này thì lại rất là đắt. Skin của Sim chọn thì có đến tận 468 xu, còn skin của Sam là 498 xu. Trời, skin nào cũng đắt hết các bạn ơi. Nên là ngày hôm nay mình sẽ tặng skin cho các bạn chịu không? Cái gì? Ông tặng skin cho tụi tôi đúng hả? Đúng rồi. Con Simi là sao? Trời ơi, ủa ông nói thiệt không vậy? Tôi không tin. Trời ơi, nói thiệt chứ. Nhưng mà muốn được tặng skin này á thì mấy bạn phải tham gia cho mình một cuộc thi. Nếu như bạn thắng được một cuộc thi á thì mấy bạn sẽ được tặng một skin mà mấy bạn chọn. Đắt tiền cỡ nào cũng được hết, mình sẽ tặng hết luôn. Chơi luôn. Chơi luôn đúng không? Ok. Và nếu như những bạn fan nào á mà muốn tham gia cuộc thi tặng skin của mình á, mấy bạn hãy comment cái số ID của bạn ở bên dưới thì mình sẽ chọn ra 5 bạn may mắn nhất để video sau mấy bạn sẽ tham gia cuộc thi của mình và bạn sẽ được tặng skin miễn phí nha bạn nha. Skin đắt cỡ nào cũng tặng cho bạn hết. Ok chưa nào? Rồi. Ok, chơi luôn nha. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào. Let's go. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cuộc thi đầu tiên. À mà quên, hình như hồi nãy giờ hơi thiếu cái gì đó thì phải. À đúng rồi, tôi thiếu câu chào mấy ông ạ. Để tôi chào đã nha. Ok. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đấy các bạn ơi. Đó, phải có cái câu chào nha. Có nhiều bạn fan kêu là trời ơi, coi video Mini World của anh Phong mà không có câu chào là coi như là hết vui rồi đó. Cho nên là mình phải thêm câu chào vô. Rồi ok, và bây giờ á, để cho Simi và Sammy có thể nhận được skin đắt tiền mà bạn muốn, cho nên mình sẽ tổ chức ra một cuộc thi. Cuộc thi đầu tiên của chúng ta sẽ là cuộc thi xây skin. Đó. Xây skin Mini World hả? Đúng rồi. Và nhiệm vụ của Simi với Sammy á là phải xây skin của tôi. Yeah. Ok, làm sao để có thể xây được skin của tôi? Trời ơi. Thôi, ba giám khảo mà mình phải là chiều lòng chứ. Đúng rồi trời. Vậy bây giờ có muốn nhận skin xịn không Sammy chơi à? Trời ơi, skin của tôi đẹp trai lắm, xây dễ mà. Đó, ok. Ok. Và thời gian xây của mấy bạn sẽ được 5 phút để xây nha. Ok, chuẩn bị bắt đầu. Rồi, xây đi. Ok, đây. Rồi, để tôi xem coi hai bạn xây đến đâu rồi nè. Ok, ủa Sam ơi, bà xây cái kiểu gì mà tôi thấy tôi không có mặc quần áo luôn vậy? Hả? Trời ơi, tôi đang xây cái hình nộm hiểu không? Là có nghĩa là mình xây cái người ra trước, sau đó áo quần mình tô màu sau đúng không? Đúng rồi. À rồi ok, còn Simi thì tôi thấy là Simi xây là tôi có cái đôi giày với lại cái quần này nè đó. Có tâm hơn tôi, có tâm hơn tôi rồi. Ok, nói chung á là Simi á thì xây nhìn khá là lùng nha, còn Sam thì xây cao nè, là xây giống ngoài đời thật nè, nhưng mà cái này là xây giống Mini World chứ không phải giống ngoài đời thật, cho nên là cứ yên tâm, không có tính điểm chiều cao đâu hả. Rồi mấy bạn cứ xây tiếp đi. Và sau
gần 5 phút chờ đợi thì bây giờ tôi đã thấy được rằng là Simmy với Sammy đã xây được khá khá rồi nè các bạn ạ. Và tôi thấy bên đây, ui, Simmy xây nhìn dễ thương quá nha. Còn Sammy xây cũng dễ thương nhưng mà nhìn cao hơn bên kia. Bên này thì giống là 3 tuổi nè bạn, còn bên này thì giống chắc tầm 13 tuổi đó, cao hơn xíu rồi. Đó. Ok rồi. Mọi người sẽ sắp xong chưa nha? Sắp xong rồi. Sắp xong rồi đúng không? Ok, tôi đợi mọi người thêm xíu nữa cho xong luôn rồi chúng ta sẽ review nha các bạn nha. Rồi, và cuối cùng thì mọi người cũng đã xây xong rồi anh em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi mọi người đã xây như thế nào nha. Wow, bên này là Simmy xây nè các bạn, nhìn hơi bị dễ thương luôn nha. Mấy bạn nào mà thấy Simmy xây đẹp á, hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Đấy, bên đây là Simmy xây nè. Sim xây mình á là nhìn lùng lùng cute phu mê que, bên này á còn cầm thêm một bông hoa nữa, nhìn rất là đáng yêu luôn. Đó, còn bên này là Sammy xây. Sammy xây á thì cũng rất là dễ thương luôn nha các bạn nha. Nhưng mà nếu như mà nói về độ dễ thương thì tôi thấy rằng là Simmy có vẻ dễ thương hơn các bạn ạ. Đúng quá. Nhìn bên Sim có vẻ dễ thương hơn. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử ai xây chính xác hơn nha. Đây, đầu tiên mình sẽ bật skin của mình lên nè. Đây, mấy bạn nhìn ở trên màn hình thì đây chính là skin của mình cùng với ba cái tượng mà Simmy và Sammy đã xây. Thì theo như tôi đang nhìn thấy á, là Sammy là xây sai cái đôi giày nè. Đôi giày của tôi là màu xanh dương nha, chứ phải màu vàng. Ủa? Đó. Tôi nhìn ra màu vàng ta. Ok. Ủa? Và tiếp theo nữa nha là cái gì ta, cái này là cái càng. Ừ, cái càng ở trên cổ của tôi là xanh lá cây thì mọi người xây đúng rồi nè. Cái mắt kính màu đỏ là xây đúng rồi nè. Đấy, oh my god, nếu mà như vậy á thì có nghĩa là Simmy đã xây đúng hoàn toàn luôn, từ kích thước, chiều cao cho đến là độ chính xác từ màu sắc. Còn Sammy á thì Sammy xây sai mức đôi giày rồi, trời ơi. Oh no, cho nên là màn một Simmy phải là người giành chiến thắng rồi. Sammy đừng buồn nha. Không sao, không sao. Vẫn còn rất nhiều cuộc thi nữa các bạn yên tâm. Vẫn còn rất nhiều cuộc thi cho Simmy với Sammy nữa, cho nên các bạn yên tâm nha. Được rồi. Và bây giờ mình sẽ tặng skin cho Simmy. Yeah. Ok, chọn skin thôi. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ tặng cái skin của Sim nè. Nãy Sim chọn cái skin này đúng không Sim? Đúng rồi. Rồi. Ok, quá là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ bấm vào trong phần gửi tặng nha. Để coi mình nhận được skin chưa ta. Mình nhận được skin rồi nè. Trời ơi, nhìn dễ thương quá à. Trời đất ơi, ui, mình đang nhảy với mama của mình nè. Rồi, ok bạn ơi, thì mình đã tặng cho Simmy được cái skin của Sim này nè. Đó, trời quá là đẹp luôn nha. Bây giờ mình sẽ review thử cái skin đó nha các bạn. Ok, cái skin này của Simmy á thì Simmy chọn nhìn nó đúng kiểu của Sim luôn bạn, là rất là dễ thương nha. Và đặc biệt hơn nữa là cái con này nhìn nó kiểu hình như nó nhỏ hơn skin bình thường hay sao á Sammy. Sammy đứng kế bên coi. Sammy đứng kế bên coi. Ờ, đây như mấy bạn đang thấy thì Sammy á, cái skin của Sammy còn cao hơn cả cái skin của cái nhân vật mà Simmy chọn luôn nha. Mà cái nhân vật này á hình như là em bé phải không Sim? Đúng rồi, đó chính là em bé. Wow, trời ơi, skin này đẹp như thế này rất là xứng đáng với 468 xu nha các bạn nha. 400 mấy, trời. Oh my god, nhiều tiền quá. Không sao cả, nhưng mà đã chiến thắng thì sẽ chắc chắn được skin này, quá là đẹp luôn. Ok, đến với cuộc thi tiếp theo nào, let's go. À mà khoan đã, từ từ. Sim ơi, Sim có thấy thích cái skin này không? Trời, skin tôi thích mà nha. Rồi, rồi, ok. Chúng ta đến với cuộc thi tiếp theo, let's go. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cuộc thi số 2 nha các bạn nha. Thì cuộc thi số 1 là chúng ta đã là xây nhà rồi. Cuộc thi thứ 2 là chúng ta sẽ thi PvP nha các bạn nha. Đánh nhau nha, ok. Thì cái trò này đơn giản thôi, chúng ta sẽ có 3 trận đấu nha. Thì nếu như người nào chiến thắng được 2 trận hoặc là thắng được luôn 3 trận thì người đó sẽ là người giành chiến thắng và sẽ nhận được skin xịn nha. Ok, đồng ý không? Ok. Rồi, đồng ý đúng không? Rồi, ok. Vậy giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thế nào, let's go. Rồi, và bây giờ chúng ta đến với trận đánh đầu tiên. Thì tôi đề nghị hai bạn cất vũ khí vô đánh bằng tay. Ok, trận đầu tiên đánh bằng tay nha. Đánh bằng tay. Rồi, hai bạn chuẩn bị chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng đúng không? Chuẩn bị 3, 2, 1. Bắt đầu, quýnh nhau đi. Ok, và bây giờ để coi ai thắng đây. Trời ơi, quýnh nhau căng thẳng quá. Trời, đánh bụp 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 luôn. Ui, 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 ui. Đây, mấy bạn đón thử coi ai là người giành chiến thắng nha. Để coi ai thắng nào. Ui, 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 quýnh, quýnh. Ui trời, quýnh le lẹ đi Sam. Quýnh, quýnh le lẹ đi Sam. Cố lên. Đánh phải rít đạp chứ không nổi. Đúng rồi. Cố lên, trời, tôi thấy là Simmy ít máu hơn rồi nè. Simmy ít máu hơn nè. Ui, yeah. Hay quá, Sammy thắng rồi. Nhưng mà khoan đã, từ từ đừng vội mừng. Có đến tận 3 trận đấu lận nha các bạn nha. Trận đầu tiên Sammy thắng. Ok, đến với trận thứ 2. Và đến với trận thứ 2, chúng ta sẽ đánh bằng gậy nha các bạn nha. Đây, tôi có gậy cho mọi người đây. Mỗi người một cây nha, đó. Ok. Ồ, gậy rồi. Đã nha.
Ok, quýnh bằng gậy thì nhanh hơn. Rồi ok, mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng đúng không? Mấy bạn đón thôi, trận thứ hai này ai thắng nha. Ok, chuẩn bị nè. Rồi, chuẩn bị nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Chị em tương tàn nè, đánh nhau nào. Ui dồi. Tụi thấy máu sao mà yếu hơn hả nha? Ê. Không thấy chưa? Ủa cái gì kỳ vậy ta? Sao tôi thấy trận này nhanh quá vậy? Trận đầu tiên nó hơi chậm, trận này hơi nhanh nha. Có vũ khí mà ông ơi, đánh Ok, vậy là trận thứ hai Simmy thắng, trận đầu tiên Sam thắng. Vậy chúng ta sẽ còn một trận cuối cùng quyết định ai sẽ là người có được skin. Rồi, tiếp tục thôi. Trận thứ ba bắt đầu. Rồi, và trận thứ ba thì mình quyết định sẽ đổi địa điểm cho nó đẹp hơn nha bạn. Mình sẽ chuyển ra ngoài biển nha, ra bãi biển đánh nhau. Đi tắm biển hả? Không phải tắm biển mà là đánh nhau ở ngoài biển. Ok, bây giờ thì trận này tôi nghĩ là vẫn quýnh bằng tay đấy bạn. Chứ quýnh bằng vũ khí thì nó hơi nhanh, bạn hiểu không? Quýnh bằng tay cho nó hồi hộp. Rồi đó, ok. Bây giờ thì Simmy với Sammy đã sẵn sàng đến với trận cuối cùng chưa? Sẵn sàng. Rồi, mấy bạn đoán thử coi ai trong trận này sẽ nhận được skin. Bạn đoán thử bên dưới nha. Rồi, chuẩn bị nè. 3, 2, 1, bắt đầu. Ok, quýnh bằng tay. Ôi trời. Bây giờ chị muốn có skin, em có skin rồi. Nếu mà em muốn có hai cái à. Trời ơi, cãi nhau rồi, cãi nhau rồi. Cãi nhau rồi. Trời. Ui, xoay vòng tròn. Ui, ơi Sam ơi, quýnh bằng tay không, quýnh bằng tay không nha, không được cầm gì hết nha. Chị chơi nước hả, em còn tiếp biết bơi nha. Trời ơi, nhảy. Nhảy xuống dưới nước đánh nhau luôn, căng thẳng quá. Tôi thấy Simmy yếu máu hơn rồi nè. Oh my god. Sim chìm xuống luôn. Ok bạn ơi, vậy là trong trận này Sammy đã là người giành chiến thắng. Và chúng ta sẽ cùng nhau tổng số điểm nè. Sammy thắng 2 trận, Simmy thắng 1 trận. Và skin tiếp theo được tặng sẽ là Sammy. Yeah. Ok, tặng luôn cho nó nóng nè. Rồi tôi out ra ngoài tặng skin cho Sam luôn nha các bạn nha. Rồi, hồi nãy là Sammy kêu là Sammy thích cái skin màu đen này đúng không? Đúng rồi, trời ơi, nhịn ngồi ok, vậy? Skin này có giá tiền là 498 gần xu 500. Ok, gần 500 xu luôn, các bạn hơi bị đắt đó. Ok, mình sẽ gửi tặng cho Sammy nè. Rồi, mình sẽ để làm mãi bên nhau bạn nhé. Rồi, xác nhận, mua luôn. Ok, skin này đã được tặng qua cho Sammy. Rồi, bây giờ Phong Tử đã tặng cho tôi rồi. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra cái hòm thư nha. Okay. Để xem coi, hòm thư gì đây? Đến từ Phong Tử TV. Oh my god, có skin rồi. Có skin rồi bạn ơi, nhìn nè. Đây bây giờ tôi sẽ tắt này nha. Đó, rồi bây giờ tôi sẽ vô trong cái kho đồ của tôi, cái tiệm nè. Đây, skin nè. Rồi, đã nhận được. Tôi đã có skin rồi. Wow, đẹp cái bạn nhìn nè. Ôi, ngầu quá à. Bây giờ tôi sẽ đem khoe cho Phong Cận với Simmy. Đó, biết nhất nha bạn, ok nha. Vâng, và đây chính là skin của Sammy mà mình mới vừa tặng cho Sam. Skin của Sam và skin của Sim nhìn khác biệt hẳn mấy bạn à. Đấy. Sammy thấy skin của Sam thế nào Sam? Rất là ngầu luôn các bạn ơi, nhìn nè. Khác gì một quý bà không? À, đây chính là skin của Sammy thì nó sẽ ngầu như thế này nha bạn. Ui, tung cánh nè, đẹp thế nha. Còn skin của Sim thì nhìn sẽ cute phô mai que hơn. Rồi bây giờ Simmy tránh ra. Bây giờ cho Sammy thể hiện trước nè. Rồi Sammy khoe skin đi Sam. Khoe đi, bay nè. Múa đi. À, chào nè. Rồi cái tung cánh đâu? Đẹp chưa? Đây, tung cánh nè. Wow, trời ơi, ngầu. Ok rồi, tới lượt Sim nè. Sim khoe đi Sim, tới lượt khoe Sim nè. Rồi. Và meow. Đây, bay lên nè, đó. Và vũ cánh nhìn vô cùng ngầu luôn. Yeah. Trời ơi, không dễ thương chứ. Skin của Sim là phải dễ thương. Chứ. Đó, rồi ok. Và bây giờ cả hai người đều được tặng skin cho bản thân mình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với skin cuối cùng, cũng là skin rất là đặc biệt nha các bạn nha. Để coi ai sẽ là người được tặng đây. Ok, bắt đầu thôi. Rồi, ok. Thì video này á thì mình nghĩ rằng là mình sẽ tặng 3 skin nha các bạn nha. Cho nên bây giờ mình sẽ chọn thêm một cái skin nữa. Và cái skin lần này chúng ta không phải là skin mặc định như thế này, mà chúng ta sẽ chọn skin ở trong phần này nha. Đấy. Đây là cái phần mà mấy bạn có thể chọn tóc nè. Mấy bạn muốn chọn gì mấy bạn chọn. Ok. Đó. Rồi được không? Được không? Chịu không? Chịu. Tôi có được tặng skin miễn phí là chịu mấy bạn ơi. Đó. Chịu nào. Có bạn mà có nhận skin miễn phí từ anh Phong Cận, subscribe cho anh Phong Cận là không được tặng nha. Ok. Rồi, không nói nhiều nữa. Bây
giờ chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo để coi ai sẽ được nhận full skin ở bên skin VIP nha bạn, ok? Rồi đi thôi. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thi tiếp theo, cũng là phần thi cuối cùng nha bạn. Thì như bạn đang nhìn thấy ở sau lưng của mình nè, xin giới thiệu bạn, đây chính là hai cái hồ nước mà tôi mới vừa xây ra. Thì bạn nhìn cái hồ nước các bạn cũng biết là chúng ta sẽ thi gì đúng không? Sim ơi, Sam ơi, mình thi gì Sim Sam nha? Sim Sam đoán coi. Tất nhiên là thi bơi rồi, nhìn thế này biết thi bơi rồi chứ sao được. Cái gì mà thi bơi, trời ơi. Cái hồ bé tí tẹo thế này làm sao mà bơi được. Còn Sim thì Sim suy nghĩ là thi gì nè? Tôi nghĩ cuộc thi này á sẽ là thi gọi là gì ta. Mình nghĩ cái hồ nhỏ như này sẽ là cuộc thi tắm cho thú cưng. Wow, trời ơi, đúng là hai chị em Sim Sam hay quá bạn ơi, đóng sai hết trơn. Ủa sao vậy? Cuộc thi này là cuộc thi câu cá hai bà ơi. Trời ơi trời, tôi có để trong cái gương này cho hai bà nè, mỗi người một cái cần câu nè. Đó, ok. Và cuộc thi này đơn giản thôi, trong vòng 3 phút Simmy với Sammy á sẽ phải tìm lấy cái cần câu trong đây nè các bạn, sau đó là chạy bên đây đó câu cá nè, và câu được con nào sau đó đem qua đây bỏ trong cái rương này trong vòng 3 phút. Nếu như ai câu được nhiều cá hơn thì người đó sẽ được nhận skin, ok không, hiểu không? Rồi quá là dễ hiểu luôn đúng không? Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu cuộc thi nha, và nếu như ai giành chiến thắng sẽ được skin xịn nè. Ok rồi, vô nha, chuẩn bị chưa? Rồi, và cuộc thi của chúng ta chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Câu thôi. Tôi thì tôi còn không biết là Simmy, Sammy có biết cách câu cá trong đây chưa nữa nè. Rồi, để coi coi hai chị em mà biết cách câu nha. À đó, đúng rồi, thả cần câu xuống thấy không? Khi nào mà nó lúng sâu xuống dưới hãy kéo lên. Ui, Simmy câu được gì ạ? Hoa sen. Trời sao lại câu được hoa sen? Ok, còn Sammy sao đây? Cố anh Sammy. Ôi, được. Yeah, Simmy được một con đầu tiên rồi nè, con màu hồng. Còn Sam sao đây? Từ từ nha Sam, chờ. Từ Sam ơi, chờ cho nó lúng sâu xuống dưới luôn mới được, hiểu không? Ok. Từ chờ xíu, Sammy mới lúng rồi cái này, Sammy đã kéo lên rồi. Rồi kéo. Đó, được cái gì? Được. Ủa sao tôi mới thấy được cục phân vậy? Ủa sao được cục phân vậy? Sao được cục này? Ok, câu đi nhanh lên, hết 3 phút bây giờ nè. Trời ơi. Đó, đây nè, thấy không? Được con nè. Yeah, Sammy được thêm con rồi nè. Rồi ok, rồi Sim cũng đang câu rất là hăng say luôn các bạn ơi. Nhưng mà sao tôi thấy nãy giờ Simmy sẽ câu được toàn rác vậy Sim? Ai biết, tôi là câu tổng số thiệt nhiều mà. Ok, mọi người vẫn còn 2 phút rưỡi nữa nha, cố lên. Ok, để tôi kiểm tra cái rương coi. Sammy hiện tại đã được một con cá tếu lục mấy bạn ạ. Ok, còn Simmy thì Simmy đã được 2 con cá luôn. Wow, Simmy được 2 con. Cái này không có tính là cá hiếm hay là cá không hiếm nha, mà tính là số lượng cá nha. Ok, cố anh Sammy, đừng để thua Sim chứ. Ok. Đây, tôi 2 con rồi này. Bạn ơi. Cố anh Sim ơi, cố lên. Từ nãy giờ Simmy toàn câu được rác. Yeah, được 2 con cá nè. Simmy câu giỏi nha. Rồi còn Sam sao đây, cố lên. Rồi kéo. Trời ơi, hụt rồi. Oh my god. Ôi, làm ơn, đừng có thua nha. Trời ơi, câu được cọng lông biển. Ok. Simmy sao đây, cố anh Sam ơi. Nói chung ai tôi cũng cổ vũ hết. Đây để coi, tôi không biết là mấy cái hồ nhỏ nè bạn có câu được cá mập hay là cá to không ha, hay là cá mập là phải ra ngoài biển câu ta. Nói chung là tùy. Sao mà hai chị em tôi thấy từ nãy giờ câu chị ta được có mấy con mà mãi chưa được nhiều vậy ta, câu cá dễ mà. Ok. Về cái chỗ nào hồi chưa câu được 3 bịch trong biển rồi đó. Đây để Phong xíu, để Phong lấy cần câu không câu cho mọi người coi nè. Tính ra câu cá dễ lắm luôn á. Đây để Phong. Bước xuống đây đúng không? Rồi sau đó thả cần câu xuống dưới đây. Ôi, cái hồ này bé mình phải thả ở giữa. Đó, ok, rồi bây giờ mình chờ. Là không được di chuyển nha. Mọi người di chuyển là nó sẽ thu cần câu lại á. Ok. Rồi kéo nè. Hay quá, câu được cái lông biển hay quá. Trời, tôi câu được lông biển. Ok. Tính ra câu này cũng khó được các bạn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sammy câu được nguyên cục sình luôn. Trời ơi, khó vậy mà tôi còn làm được cái gì, huống hồ gì. Ghê thiệt sự, trời ơi trời. Ok, mọi người câu được cái gì mọi người bỏ hết vô trong rương nha, để tôi coi luôn nha. Ok. Sammy nãy kéo được lên nguyên cái cục sình luôn, ghê thiệt. Trời ơi trời, độc lạ thật chứ. Sam ơi, câu được một con là phải đem bỏ vô trong rương mới được câu tiếp nha, không có được trang gian nha. Ok. Biết rồi. Và mọi người bây giờ vẫn còn 1 phút nữa, cố lên, 1 phút nữa, nhanh lên. Một phút nữa, câu ra cá mập được không? Cố lên, biết đâu câu được cá mập thì sao? Phong ơi, cá này đẹp rồi. Con cá gì đẹp đâu, để Phong coi. Đẹp cực. Đâu, cá là đâu? Ui, con cá này dễ thương vậy. Ôi, khoan, từ cá đẹp nhưng mà nó lại tên là cá sấu sao mày? Cá sấu cam.
xấu xí. Ok. Tôi là tôi thấy từ nãy giờ hai chị em này á, câu cá thì ít mà câu toàn là ra cái gì cục sình nè, rồi rong biển nè, rồi hoa, rồi đôi giày gì đó kiểu. Câu cá thì ít mà câu rác thì nhiều các bạn ơi. Tôi yêu thiên nhiên quá mà mấy bạn ơi. Ok. Ôi rồi 3 2 1 yeah. Hết giờ. Ok, hết giờ nha. Ok, hết giờ rồi, hết giờ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra số cá mọi người đã câu được và mọi người câu được cái gì, mình sẽ kiểm tra hết nha. Ok. Rồi, và bây giờ khoảng khắc quyết định nè bạn, chúng ta sẽ xem thử coi ai câu được nhiều cá hơn và câu được những cái gì nha bạn nha. Rồi, đầu tiên chính là Simmy nha. Ok. Simmy thì Simmy chỉ câu được có 3 con cá thôi, khá là ít đó bạn ơi, không có nhiều. Nhưng mà Simmy câu được thêm cái gì đây? Cây sen nè, cây hoa sen mấy bạn ạ. Và câu được cái thêm hoa không cánh hoa trôi nổi và câu được thêm rong biển. Trời toàn ơi, đâu không. Ok. Sinh thái cho mấy con cá. Wow. Rồi, còn Sammy thì sao? Sammy thì câu được nhiều hơn nha. Sammy câu được đến tận 1 2 3 4 5 6 6 con cá, gấp đôi Simmy luôn. Và câu được thêm gì đây? Trái dừa hả? Ui, câu được trái dừa nè, mà tôi tưởng là cục sinh đó bạn ơi. Ủa, okay. Trái dừa hả? Ủa sao dưới kia mọc gì ta, câu được trái dừa hay thế ta? Câu được thêm ván gỗ nè và rong biển nữa. Ok, nói chung là Simmy với lại Sammy là câu à. Thần đồng câu cá. Ok. Ba. Okay, không cần nói nhiều nữa, mấy bạn nhìn kết quả các bạn cũng biết ai sẽ là người được nhận skin rồi. Mình nói thật luôn nha, cái này á là mọi người đang thi thật nha, chứ không có sắp xếp gì đâu nha. Simmy câu ít cá hơn cho nên là thôi xin chia buồn cùng Sim. Còn Sammy thì câu được nhiều hơn cho nên là Sammy sẽ là người nhận được skin tiếp theo. Yeah. Ok. Đi lựa skin thôi. Let's go. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lựa skin cho Simmy nha bạn. À nhầm, Sammy chứ. Trời. Tôi mà. Xin lỗi. Quên nhanh vậy. Okay. Rồi, bây giờ đầu tiên là tóc nè, thì Sammy chọn tóc nào nè, tôi sẽ kéo từ từ cho Sam chọn nè. Tóc nào mà nó ngùng ngầu á thì ok, tôi kéo xuống nè, đó. Sammy cứ chọn nha. Đấy, tóc nào? Ôi, tính ra nhiều tóc đẹp quá rồi mấy bạn ha. Thích tóc nào cũng được hết. Sam thích tóc nào Phong tặng cho Sam tóc đó. Đấy, ok. Trời ơi, đẹp quá. Để tôi đang lựa cũng kéo xuống đi đó. Kéo xuống hết đúng không? Ok, kéo xuống dưới nè. Rồi đó. Đó. Trời quá trời tóc đẹp bạn ơi. Nên là mặc ông lướt lên đi, tôi thấy tóc trên đẹp hơn. Đó. Rồi tóc ở trên đúng không? Rồi Sammy chọn tóc nào nè. Rồi dần thấy gì không? Thấy gì không? Thấy gì? Cái skin tóc mà có một con cá heo đuổi đầu đó. Wow, skin này dễ thương nha. Ui, tính ra tôi đổi qua skin này được nha các bạn. Cái con này nhìn giống cá heo quá nè, mặc dù nó là cá voi nhưng mà trong nó cũng rất là giống cá heo luôn. Đó, yeah. Ok rồi, skin này rồi tiếp. Sam đúng chọn rồi. Tiếp. Tiếp theo là khuôn rồi, mặt nè. Tiếp theo mắt. Đây là cái này được không? Cái này nhìn đẹp nè. Phải ok. Phải ông lên trên đi, ông lên trên đi. Trên đúng không? Trên, trên rồi đó. Ông thấy cái tim không? Cái tim mà này cái tim hả? Mà. Dễ thương chưa? Wow, cũng dễ thương. Ok, rồi tiếp theo là áo nè. Áo mới là quan trọng nè. Chọn đi. Cái áo xanh cái đẹp kìa, lên trên áo xanh kìa, áo xanh này. Ui, đẹp quá chị thấy không? Ok, nếu như mà Sammy mua cái áo này thì Sammy sẽ đổi thành màu xám đúng không? Ừ, đúng rồi. Ok, rồi tiếp theo là găng tay. Rồi Sammy chọn trên tay cầm cái gì nè? Ui, có bông hoa găng... được, kiểu dễ thương quá nè. Tặng hoa đồ đúng không? Có gậy, có cái cây gậy selfie nè. Tôi cầm này đây, mua này đây dễ thương. Ok, rồi. Mua cái này nha. Rồi tiếp theo là quần nè, Sammy chọn quần đi, quần hay váy, chọn đi. Quần, chọn quần đi, đừng chọn váy, bộ này đang dễ thương mà. Quần nè, quần đó, quần màu xanh á, cái quần là màu xanh á. Cái này hả? Đẹp á, đẹp á, đẹp á. Rồi ok, tiếp theo là giày nè. Giày, chạy trên kìa, cứ nghĩ cái giày trên á, cái giày hợp với cái quần á, giày dễ thao tí đi, giày... Dễ thao. Giày này đúng không? Ui, giày này giống siêu nhân quá nè, đẹp nè. Ôi, nhưng mà cái giày này nhìn nó chảy quá không? Hay vẫn đẹp? Đẹp. Wow, giày này đẹp. Đẹp luôn. Ok, đẹp rồi. Luôn. Tiếp theo nữa là ba lô. Sammy muốn đeo ba lô gì? Ba lô hả? Từ. Ui, ba lô. Kéo xuống đi con. Vì ta cái gì mà này đang rất là ngầu mấy bạn ơi. Nên mình phải chọn cái ba lô là ngầu tí, chiến chiến tí. Kéo xuống dưới. Rồi, ôi, em đứng lại, thấy có một cái cặp màu xanh, hình như con sò á, đây đúng không? Cái ba lô hình cái con sò đúng không? Rồi ok rồi. Tiếp theo là dấu chân nè, Sammy chọn đi, tặng full hết các bạn ơi, tặng full option luôn nha. Thích quá, dấu chân nước đi, dấu chân nước tại vì có cái heo này đúng không? Rồi. Rồi ok rồi. Bây giờ mình sẽ bấm vào phần quà tặng nè. Ui, cái quần này là mua bằng đậu cho nên là không tặng được nha. Sammy chọn quần khác hay Sam? Quần không nghĩ rằng là nếu mà quần để cho nó hợp với bộ đồ thì có thể chọn quần màu xanh luôn đi. Quần này được không? Quần này được nè, đó đơn giản okay. Đẹp nè. Rồi tặng nha. Ok, và đây mấy bạn nhìn ở trên màn hình, đây chính là skin mà mình sẽ tặng cho Sammy nè, nhìn rất là đẹp luôn. Và giá tiền của skin này là 365 xu nha. Ok, tặng nè. Ok. Rồi. Tặng nè.
Tặng thôi. Ok. Ôi nhiều đồ hả? Xong. Và bây giờ Sammy hãy mặc cái skin này vô cho bạn xem thử nha. Ok bạn ơi, vậy là Sammy là người giành được nhiều màn thắng nhất, cho nên Sammy đã được 2 skin. Dạ. Bốn quá. Thôi. Trời ơi, có gì đâu mà phải buồn hả Sim? Ít ra Simmy vẫn được một skin xịn mà đúng không? Đó, nhưng mà Sammy được 2 lần. Cũng được rồi. Ok, đó. Và các bạn muốn khách mời tiếp theo mình mời vào trong cái cuộc thi của mình là ai thì hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Có thể là Mr. Dịch, hoặc là Camui, hoặc là Kairon. Nói chung là bạn muốn mình mời ai thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết đến với cuộc thi tặng skin tiếp theo nha. Và các bạn hãy đừng quên là comment cái ID Mini World của bạn bên dưới thì mình sẽ mời các bạn một trong những bạn may mắn nhất vào trong video của mình để tham gia cuộc thi và nhận skin nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha các bạn. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. Bye.